Vâng, như vậy là anh em có thể thấy ở đây mình đã nhận được chiếc PC Dreamstream đến từ TNC. Và cái bộ PC này thì chúng ta sẽ có thể stream thoải mái trong mức giá chỉ khoảng 21.500.000 đồng. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ có cái sức mạnh phần cứng như thế nào? Dĩ nhiên, điều đầu tiên mà chúng ta quan tâm khi mà muốn livestream đó chính là cái hiệu năng của CPU. Bởi vì CPU sẽ phải gánh rất nhiều tác vụ, vừa phải chơi game này, vừa phải mã hóa những cái hình ảnh để chúng ta có thể stream lên mạng. Thì để giải quyết vấn đề này, mình sẽ sử dụng con chip Ryzen 5 2600. Với con chip này, cái mức xung nhịp cơ bản của nó là 3.4GHz và max boost lên là 3.9GHz. Thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Bên cạnh đó thì nó có 6 x 12 luồng nữa. Thì mình nghĩ như vậy là quá là thừa thãi, anh em có thể stream ngon lành cũng như là chiến game max setting rồi. Còn nếu như mà anh em chỉ cần chơi game không thế mà muốn max setting được PUBG thì anh em có thể tham khảo cái dàn PC Sniper mà mình đã giới thiệu với anh em cách đây vài hôm ấy. Thì cái dàn đó chúng ta chỉ cần sử dụng con chip G5400 thôi là đã quá ngon để có thể quẩy được ultra setting rồi. Tiếp theo, để chạy được con CPU này thì mình sẽ sử dụng mainboard Asus Prime B350MA. Đây là một con main cực kỳ ngon, bổ rẻ trong cái phân khúc dành cho chip AMD này. Bộ nhớ của nó thì sao? Chúng ta sẽ có một cái bộ RAM Sniper đến từ G-Skill Sniper X. Thì cái bộ RAM này anh em có thể thấy ở bên trong hình ảnh của nó với cái họa tiết camo cực kỳ là kiểu quân đội. Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy cái máu gaming rồi đúng không ạ? Và để cung cấp sức mạnh đồ họa cho dàn PC này thì mình sẽ sử dụng card Asus GTX 1060 3GB. Phiên bản 3GB thì anh em nếu như mà xem cái video Sniper thì anh em cũng thấy là mình sử dụng card Inno3D 1060 3GB thì con card đó cũng có thể chiến được max setting rồi. Và dàn này mình sẽ sử dụng card đến từ Asus phiên bản 1 fan và sức mạnh của nó thì cũng tương đương và chúng ta hoàn toàn có thể quẩy ultra setting PUBG. Và cái việc anh em thắc mắc là card đồ họa với cả CPU, cái nào quan trọng hơn cho livestream thì mình xin thưa anh em đó chính là CPU, bởi vì là nó sẽ phải gánh rất nhiều tác vụ đúng không ạ? Vừa phải chơi game này, vừa phải gánh các cái luồng stream. Và card đồ họa chỉ cần làm sao để chúng ta có thể chơi mượt được game là được rồi đó. Về nguồn thì chúng ta sẽ có nguồn Corsair VS450 công suất 450W. Thì mình nghĩ như thế này là vừa đủ rồi. Nhưng quan trọng nhất đó là nguồn Corsair là một cái thương hiệu rất là tốt và đã có uy tín trong cái chất lượng của các bộ nguồn của họ rồi. Cho nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về cái bộ nguồn này. Như vậy là chúng ta đã có RAM 16GB, chip 6 x 12 luồng, rồi thì nguồn ổn định. Và có một thứ nữa mà mình nghĩ cũng khá là quan trọng nếu như anh em muốn làm stream, bởi vì nó thể hiện được cái góc streaming của anh em có đẹp hay không, đó chính là bộ vỏ. Và mình sẽ sử dụng bộ vỏ Sigmatic Astro Rainbow. Và nghe Rainbow là anh em biết chúng ta có gì đúng không ạ? Đó, ta-da, một cái hệ thống RGB ngay đằng trước cực kỳ đẹp. Và bộ vỏ này thì theo mình nghĩ là nếu như anh em build PC để chơi game bình thường ấy thì mình nghĩ là sẽ không hợp lý lắm, bởi vì giá của nó hơi cao, 1.200.000 đồng cho cái vỏ này. Nhưng nếu như mà anh em làm streamer thì mình nghĩ là nên đầu tư, bởi vì đôi khi chúng ta sẽ có thể để cái cây ở bên cạnh trong cái góc nhìn mà người xem stream có thể nhìn thấy được chẳng hạn, anh em sẽ có thể show ra được là cái độ đẹp của nó như thế nào. Nhưng mà quan trọng nhất, nãy giờ anh em không thấy mình nhắc đến ổ cứng đúng không ạ? Vâng, và ổ cứng thì mình sẽ sử dụng một cái ổ HDD Seagate Barracuda, dung lượng là 1TB để anh em có thể cài game. Nhưng mà quan trọng nhất, SSD anh em sẽ được tặng kèm. Đó sẽ là SSD Apache Panzer dung lượng 120GB. Cái này sẽ được tặng kèm khi mà anh em build dàn PC này kèm với cả GTX 1060 đến từ Asus. Đó. Ngoài ra, chúng ta sẽ còn được tặng kèm một cái pad chuột như thế này nữa. Mình sẽ tạm gọi nó là cái chăn. Anh em nếu mà không dùng làm pad thì có thể để phủ lên PC cho nó đỡ bụi chẳng hạn. Đó, như thế này, rất là hợp lý. Nó có thể che kín từ mặt bên kia sang mặt bên này luôn. Cực kỳ to. Và còn một thứ nữa anh em được tặng nữa cơ, đó chính là một chiếc bàn phím cơ First Player DK3. Vâng, nó sử dụng Switch Optical. Khá là thú vị, và đây cũng là một chiếc bàn phím nằm trong danh sách hot, ngon bổ rẻ. Nhưng mà dĩ nhiên anh em không cần phải bỏ tiền ra mua chiếc bàn phím này mà anh em sẽ được tặng kèm luôn. Đấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã có đầy đủ phụ kiện. À quên nhá, dạo này Refund Gaming cũng khá là làm ăn khá là được. Cho nên là anh em đừng quên là khi mà chúng ta build cái dàn này tại TNC Store còn được tặng kèm cả một cái áo Refund nữa cơ. Đấy, ủng hộ đội nhà cái nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau cắm dàn PC này lên và mình sẽ livestream trực tiếp thử cho anh em xem thế nào nhá.
Vâng, như vậy là mình đã setup xong cái hệ thống để chúng ta có thể livestream và anh em xem với nhau. Thì đầu tiên, trước khi mà vào bất cứ cái game nào thì mình muốn chia sẻ với anh em một chút về cái setting của cái này. Thì đây, anh em có thể nhìn thấy ở dưới góc màn hình này. Đây, anh em có thể nhìn thấy phía dưới góc màn hình đúng không ạ? Thì mình đang có những cái con số ở đây. Ví dụ như là mức CPU đang hoạt động là 13,9, 13,8, khoảng 14%. Thì theo hệ H264 để mình làm ra thành video ấy mà, cho nên mình dùng 59.94, nhưng mà thực ra đó là 60 FPS đấy. Anh em có thể thấy là CPU hoạt động khá là nhẹ nhàng và ổn định với khoảng 14%, 15% FPS 60 và độ phân giải là Full HD. Thì cái mức drop frame nó cũng không quá cao, khoảng 6,3% mà thôi. Như vậy thì với một cái livestream như này là rất ổn định. RAM 16GB với AMD Ryzen 5 2600. Rồi bây giờ thì quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau thử thực tế xem vào việc vào game nó sẽ như thế nào. Đến với tựa game đầu tiên, quá là quen thuộc luôn, PUBG. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói qua một chút về setting mà mình đang chơi. Là đây, anh em có thể thấy tất cả đều đang ultra hết rồi, dòng cuối cùng luôn, tất cả đều dòng dưới đó. Và cái mức tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ gọi là gì, hiệu suất hệ thống như thế nào, chúng ta sẽ thấy là CPU đang chạy ở trên 50%, quanh quẩn trên 50%, và GPU được tận dụng tối đa 90 99, gần 100%, 97, nói chung khoảng đó. Thì theo mình là như thế là rất hợp lý, bởi vì GPU của chúng ta sẽ chỉ được sử dụng để gánh cái đồ họa khi mà chúng ta chơi game mà thôi. Còn tất cả cái nhiệm vụ, livestream các thứ đều được dồn hết vào CPU. Và lúc này thì CPU với cái livestream vừa nãy anh em xem thông số ở OBS ấy, nó là khoảng 14%. Thì vào game nó tốn thêm khoảng 20-25% nữa. Ryzen 5 2600 mà 6x12 luồng cơ mà, cực kỳ thoải mái, cho anh em hoàn toàn có thể yên tâm là có thể livestream rất mượt mà trên cái dàn này. Anh em có thể thấy là hiện tại CPU nó đang lên đến khoảng 56%, 60%. Máy chạy rất là ổn định. Hiện tượng drop frame thì mình chưa thấy đâu cả. FPS đang khoảng 70, 60 đến 70 trong khoảng đó. Rất ổn định để có thể livestream một cách tử tế. Ô, sao mình nhặt bình xăng làm gì nhỉ? Trên 70 FPS. Như vậy là đủ rồi, mình mang tính là thử nghiệm thôi, cũng hơi liều một tí. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một cái tựa game tiếp theo, đó là CSGO. Cái game này mình nghĩ là cũng khá nhiều anh em ngoài kia đang chơi đấy. Và hiện tại nhiệt độ máy mình thấy khá là ổn định, khá là mát. Ngồi ngay cạnh không thấy có hiện tượng nóng lên gì cả. Đây, các bạn có thể thấy là livestream chúng ta OBS vẫn rất ổn định, với CPU khoảng 15% và cái lượng drop frame nó chỉ là 1% mà thôi. 431 frame đang bị drop, tức là cái khoảng cách giữa cái hình ảnh thực tế mà mình đang nói với các bạn đây với cái hình ảnh mà các bạn xem được ở trên YouTube, thật ra còn ảnh hưởng với đường truyền nữa, thì nó chỉ cách nhau khoảng 1% mà thôi. Thì, còn lại là do đường truyền anh em nhanh hay chậm, mạng ngon hay không. Tất cả đều 2. Rồi, bây giờ quay trở lại game. Thì tiếp theo, chúng ta sẽ thấy là GPU lúc này hoạt động nhẹ nhàng hơn. Bởi vì dĩ nhiên rồi, CSGO không phải là tựa game quá nặng, cho nên GPU chúng ta không cần phải làm việc quá là miệt mài, quá là nặng nề như là PUBG. Còn CPU thì rõ ràng
game nhẹ mà, cũng không quá là nặng nề, chủ yếu nó đang gánh tác vụ stream mà thôi. Và cái việc stream Full HD 60fps là chuyện hoàn toàn có thể. Còn việc là anh em sử dụng GeForce Experiment hay là OBS hay là bất cứ cái gì thì cũng là lựa chọn mỗi người thôi, nhưng mà quan trọng đó là máy hoàn toàn có thể phân giải được cái khối lượng công việc đó. Đấy, còn lại là tùy thuộc đường truyền mạng nữa mà. Hiện tại mình đang dùng một cái cạc wifi. Dùng cạc wifi thì chắc chắn là cái việc stream nó được ổn định ở mức cao là khó rồi. Tốt nhất anh em nên sử dụng mạng dây. Come on, let's go. Đi đấy, cái gì đấy? Khi mà chơi trực tiếp thì anh em thấy là FPS khá ổn định, trên 200, CPU trên 50, trên dưới 50, không có vấn đề gì cả. Khá ổn định. What? What? Wow, ok. Thôi, mua thế thôi. Thế là đủ rồi. Vâng, trải nghiệm cái dàn này mình nghĩ thế là khá là ngon đấy chứ. Livestream các thể loại. Thật ra mình có thể livestream nữa cơ, nhưng mà có lẽ thôi, bởi vì là cái livestream này mình làm ra chỉ là để phục vụ cho một cái video sắp sửa ra mắt với anh em trong tương lai rất là gần nữa thôi. Thì mình dùng cái livestream này để gắn vào cái video đó luôn đấy mà. Nên là chơi qua qua thế thôi. Chứ mình chơi gà thì ai cũng biết rồi, mình có thời gian cái game quái đâu. Có thể nói là streamer gà nhất mình có bộ thân đâu. Thôi, còn lại thì bây giờ chào anh em, mình phải đi kiếm cơm ăn, đói quá rồi.